Trưa ngày 5 tháng 10 năm 2023, hai nữ công nhân quét rác tại tỉnh Quảng Ngãi bị bắn đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể. Hiện sức khỏe của hai nạn nhân đã tạm ổn định. Theo lời kể của nạn nhân, vào khoảng 0 giờ ngày 5 tháng 10, khi chị đang quét rác trên đoạn đường gần quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, thì có hai người đàn ông đi qua, liên tục bấm còi inh ỏi. Lúc này, nạn nhân có nhắc nhở hai người này tránh xe rác để đề phòng tai nạn. Nghe vậy, những người này quay xe lại chửi thề rồi bỏ đi. Sau gần một giờ đồng hồ, hai người đàn ông quay lại rồi xô xát với hai nữ lao công. Trong lúc xô xát, họ dùng vật giống súng bắn vào một trong hai nạn nhân rồi sau đó bỏ đi. Nạn nhân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, tại hiện trường không có người. Sau khi nạn nhân hô hoán thì có người từ quán nhậu gần đó chạy ra, hỗ trợ báo công an, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau hơn một giờ đồng hồ phẫu thuật, tình trạng hai nạn nhân đã dần ổn định, đang được tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, các nạn nhân đã có thể trò chuyện. Khi đó thì bệnh nhân đã vào cấp cứu và sau đó chúng tôi hồi chạy đưa lên phòng mổ xử lý vết thương, đồng thời tìm và lấy cái dị vật. Thì cái dị vật mà chúng tôi lấy ra là một cái đầu viên chì mà có cái hình giống như những viên đạn họ chế để họ sẵn bắn chim. Bệnh nhân thì hiện tại sau mổ đã ổn định. Liên quan vụ việc này, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, hiện tại cơ quan công an đang tích cực truy xét, xác minh để làm rõ vụ việc. Cũng trong chiều 5 tháng 10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản hỏa tốc, chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy tìm các nghi phạm đã bắn hai nữ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị, đồng thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 12 giờ